Cá này ngày mai ăn được luôn nè, quá ngon luôn rồi. Ngày mai chín á, trọng review cho các bạn xem để dầm ăn dưới như thế nào nha. Là một thằng con trai, thằng con trai, là một thằng con trai. Cái cành này là cành trái hành na này nha, cà na nghe các bạn ơi. Ở đây nhiều lắm luôn, cặp mé sông nè, đây là trái cà na nè, các bạn biết trái cà na không ạ? Đó, cà na nghe, đây trái nữa nè, nhiều lắm luôn. À, trên đây nữa nè. Đó. Trái cà na cặp mé sông nha các bạn. Đó. Cà na này nè, là thường thường nó mọc là mọc ở cặp mé sông không nha các bạn. Mé sông như vậy nè, đó, sông miền Tây gì nè, đó, cặp cặp gì nè. Đó. Trái xùm xê luôn. Đó. À, hôm nay á, Trọng làm cái clip á, bơi vô trong trong kinh này kia ở miền Tây nha, để Trọng bơi đặng ở trong kinh này để quay quay cho các bạn xem những điều mà trái cây như là mấy cái loại mà cái quả mà ở miền Tây á đều dùng ăn được nha các bạn, như ví dụ là như cái trái này đi, gọi là trái mưa nè. Đó. Trái này nè, có cây này không có trái à, giống này nè. Đó, mấy cây này nè là ở cặp mé sông ăn được nha các bạn. Đó, trái này gọi là trái mưa nè. Đó. Đó. Ở miền Tây mới có nha các bạn. Ừ. Mới đầu là nó nở hoa như vậy nè. Nó nở hoa gì nè. À. À, nó nở hoa vậy á. Thì chiều mát đó, Trọng quay cho review để cho các bạn xem cái cảnh miền Tây như là bơi xuồng nè, giống như Trọng đang bơi xuồng ở trong kinh nè, đó. Bơi xuồng. Cái trái nãy Trọng nói là trái mưa đó, cái cây như gì nè, cặp mé sông miền Tây nghe mới có nha các bạn. Đó. Mấy trái này là ăn được nha các bạn ơi. Mấy trái này ăn được nè, gọi trái mưa nha. Nó cái trái này nó chưa chín đâu, nó chín là nó sẽ cái trái nó nứt ra luôn á, nứt ra rồi ăn ngon lắm. Cái trái này cũng hơi nứt rồi mà nó chưa nứt gì mấy nè, ăn được nha, mời các bạn nha. Nó hột đen đen nè. Hột đen đen nè. Ăn rất là ngon. Mấy trái này mà đều ăn vô á, trong trong cái lưỡi của mình đó, nó dính dính cái màu màu đen. À. Đó. À. Đó. Nó ăn mùi vùi vùi nha các bạn. Nó cái trái như vậy nè các bạn. Đó. Mới đầu thì nó nở bông, nó có hoa nha, nó có hoa như vậy nè, rồi từ từ cái bông này nè nó rụng á, cái xuồng nó lúc lắc hoài. Để mình trọng review cho các bạn xem những cái gì ở miền Tây ăn được.
cái gì bất cứ gì cũng ăn được hết á. Ừ. Mới đầu nó nở hoa gì nè, rồi sau này từ từ bắt đầu bông này nè nó sẽ rụng ra hết, rồi bắt đầu từ từ nó mới có cái trái này nè, nó mới có cái trái này nè các bạn, cái trái này nè, rồi trái này từ 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 nó càng ngày càng lớn đó, nó chín đi ăn được luôn đó bạn. Ừ. Hồi cái hồi xưa á, năm 2009 á là trọng ở cái khu vực này đi cắm câu ban đêm cá nhiều lắm luôn. Bây giờ thay đổi rồi, hồi lúc nó đâu có cái cây mấy cây mà cặp mé sông này đâu. Trống lỏng lắm. Trống lắm. Bây giờ có cây cối này kia mọc khác đi. Giờ nhìn cảnh nó khác đi ha. Đây nè, à, trọng review cho các bạn nha. Đây nữa nè. Đây là cái trái nhãn nhãn lồng nha các bạn. Nhãn lồng cũng là ăn được luôn nha các bạn. Để trọng kiếm cái trái nào chín chín thôi, không có trái nào chín hết trơn. Mới đầu nó còn sống như vậy nè các bạn đó. Nó chín cái trái trong này nè mới ăn được nha, chín màu vàng, trái màu vàng luôn đó. Ăn là rất ngon luôn, nhãn lồng. Nhãn lồng này nè là cái đọt nhãn lồng này nè mình hái về đó, mình hấp với cơm đó, hoặc như gọi là đồ hấp đó, hấp rồi ăn chấm với nước tương ngon lắm luôn. Nhãn lồng này nè, đọt nhãn lồng. Còn cái trái này là trái Bình Bát nha các bạn. À, cái mình bán này cũng ăn được nữa các bạn. À, cái bình bát này nó sắp chín rồi, để chừng tỷ trái này hình như để là một đêm nữa là ăn được nữa nghe các bạn. Bình bát ăn với đường với nước đá thôi đó, bình bát nè đó. Thôi về sẵn mình thấy về đó. Cái này là cây nhãn lồng nè, có trái rồi chín nè. Cái này nhỏ quá. Bị chim nó ăn hết rồi các bạn ơi. Bị chim nó ăn hết rồi. Để mình kiếm cái bụi nào quá có đó mình review cho các bạn xem trái nhãn lồng. Sẵn mình hái cái trái Bình Bát đó các bạn. Nãy giờ trọng hái được hai trái rồi. Hái về đặng vú đó để dành ăn. Mấy trái này là mình vú là ngày mai là ăn được rồi các bạn. Đây hai trái luôn nè. Để à, đây nè. Thấy không? Các bạn thấy không? Đó, đây hai trái nè.
Đó, đây một trái, trên kia một trái nữa, hai trái để trọng bẻ nha. Ồ, trái này là ngày mai ăn được đó các bạn nè, đó chín luôn nè, bị cái này bị cái con chim nó mổ ăn. Này, trên đây trái nữa nè. Cái này ngày mai ăn được luôn nè, quá ngon luôn rồi. Ngày mai chín á, trọng review cho các bạn xem để dầm ăn dưới như thế nào nha. Ở miền Tây á, nói chung ra là không có thiếu gì hết trơn á, đồ ăn thì mênh mông, sợ không đi kiếm thôi, chứ đi kiếm một chút là có đồ ăn nhiều lắm luôn. Miền Tây mà cái gì cũng gao gác, gì cũng đều có hết á. Nè, nãy giờ trọng thấy được 4 trái rồi. À đó, 1 2 3 4 trái nghe các bạn. 4 trái này là ngày mai là hai trái này nè là được ăn nữa. Hai trái này được ăn nè. Đó, hai trái này ngày mai được ăn nữa. Mặt trời sắp chiều rồi các bạn ơi, trọng cũng tranh thủ bơi từ bơi lần lần để về đó, mặt trời sắp chiều rồi. Trọng gắng tranh thủ bơi về, sắp chiều rồi. Bây giờ nhìn cái mặt trời nó từ từ nó lặn xuống kìa các bạn. Clip này nè là tới đây là kết thúc. Thì mong các bạn xem clip này đó, nếu có hay đó thì cho trọng một like và một đăng ký nhé. Thì cũng ngày mai các bạn sẽ tiếp tục theo clip của trọng nha. Thì một lần nữa thì xin máy bay tất cả các bạn nha. Thì hẹn các bạn clip tiếp theo nha. Thì cũng máy bay các bạn nha. Clip hết đây là kết thúc. Bye bye.